Giới thiệu cái dàn lọc của cái hồ khé này cho các bạn xem nha. Đó, cái hồ khé rất là khủng nha. Đấy, bây giờ là nó có những cái mà tại vì mình không có đi sâu vô trong những cái hệ thống lọc này, cho nên là ở đây là có anh Chí, anh sẽ giới thiệu nói về những cái hệ thống lọc của trong cái hồ khé ảnh như thế nào. Ok, thì bây giờ các bạn cùng theo dõi nha. Đây anh Chí, đây hai anh Chí. Hai em. Bây giờ anh Chí, em nói với anh là anh bây giờ anh chia sẻ những cái hệ thống lọc trong cái hồ ké của anh đó, tại vì cũng có nhiều anh em nói rằng là cái hồ ké đôi khi mình cũng phải giới thiệu cái hệ thống lọc để cho biết thêm là tại sao là nước nó được như vậy, rồi cá nó được như vậy đó. Cho nên là anh giới thiệu là cái hệ thống lọc của anh ấy, anh có thể anh đi chỉ những cái dàn lọc của anh như thế nào. Nói chung là hồ cá thì phải có cái dàn lọc, cái dàn lọc thì rất là quan trọng nha. Với lại mình thì cũng nuôi cá nhiều quá, hồ thì nhỏ mà cá thì lại đông, thì mình cũng phải cần một cái dàn lọc cho nó lớn để mà nó tải những cái phân cá ra ngoài bớt, để mình có thể mình thứ nhất là mình cho cá ăn được nhiều, thứ hai là cái chất lượng nước nó đạt được cái tiêu chuẩn tốt. Thì cái hồ này là 8.000 gallon, xài là 3 cái bottom drain và một cái skimmer, thấy không? Bên kia là cái dàn bắt đi sao rồi. Bên này thì mình mới build thêm cái hồ này thì để thêm nước. Có như nhà nhỏ quá thì mình build thêm gian vậy thôi. Mai mốt thì có được khoảng chừng hồ này chắc khoảng được 2.000 gallon nước. Thì mình sẽ connect từ cái hồ dưới nước đưa lên hồ trên. Và hồ trên đi qua filter chở ngược về hồ dưới. Rồi trong hồ anh định bỏ cái gì trong này? Thì này chắc tương lai cũng bỏ cây sen, bỏ súng, rồi những cái loại cây mà nó có thể lấy ra những cái độc tố ở trong nước, giúp cho nước nó tốt hơn. Rồi mình cũng thể thả vài ba con goldfish vô trong này cho nó vệ sinh. Bên này thì dàn lọc. Ok, anh chỉ cái dàn lọc. Dàn lọc này thì dàn lọc này thì mình có được ba cái filter. Cái này là 16.000 gallon thì mình đi chung với lại một cái si 16. Thì cái si này, cái silver này thì nó lấy phân đầu tiên. Phân thì nó sẽ giữ lại trong này. Mình sẽ backwash nó ra ngoài. Còn nước sạch thì nó sẽ vô trong cái filter. Rồi nó mới xuống lại qua bên cái waterfall. Bên này á là hai cái plug and play, là mỗi cái là 30.000 gallon. Thì mình xài cái C24. Cái C24 thì nó sẽ lấy nước từ cái C24 này, nó sẽ đi qua hai cái filter bên kia và xuống như bên cái waterfall. Rồi bên kia thì mình có cái thoát cái phần hang, cũng có một cái dàn filter luôn. Thì đi qua đó coi thử. Nói chung thì hồ cá thì càng nhiều lọc càng tốt.
Đây, bên này thì mình bêu cái hồ nổi, cái này là 1.500 gia long. Thì bình thường thì mình sẽ thông nước luôn qua bên hồ chánh mình luôn. Thì trong này mình cũng xài một cái vàng Optima chứ 10.000 gia long cho cái hố hồ than này. Đó, thì bình thường thì mình sẽ cho nó lấy nước từ hồ chánh đưa lên trên cái hồ này và qua cái filter chảy ngược lại hồ chánh. Khi mà mình cần để mà mình rộng cá bệnh hay kia nọ thì mình sẽ ngắt ngắt nước hồ chánh, mình chỉ xài cái hồ này thôi. Nói chung mình cũng cố gắng làm cho nó tốt để mà nước nó sạch sẽ rồi cá mình nó không có bị bệnh, ăn cũng được nhiều. Okay. Hồ bên kia thì chưa hoàn tất, mới bêu thôi, còn nhiều công đoạn lắm. Quá đẹp luôn ha, rộng ha, quá rộng luôn. Sau này mình sẽ dời cái vàng ba kỳ này qua bên kia. Qua bên kia gốc rào bên kia. Nó sẽ nước thì lấy tất cả những nước ở dưới hồ lớn này. Nó qua lọc rồi nó qua bên bên kia và xuống ngược với cái hồ bên đó. Trả ngược về đây. Ok vậy thì đó thì như các bạn thấy là cái dàn hệ thống lọc của anh Chí là có như vậy thôi. Có gì các bạn cũng khỏi phải thắc mắc rằng là cái hồ đó là hệ thống lọc nó như thế nào. Anh Chí có cái gì nói gì nữa? Thì nói chung là vậy thôi, thì mình cũng cố gắng mình làm cho nó tốt hơn. Dàn lọc thì nó quan trọng lắm, nếu mà dàn lọc tốt thì nước mình nó tốt, nước mình tốt thì cá mình nó khỏe. Thì khỏi phải lo lắng nhiều. Ok chị thank you anh Chí nhiều ha. Rồi, cảm ơn chia sẻ. Okay. Cái hồ cá này là cái lượng nước của nó là khoảng 8.000 gallon, nó cũng tương đối nhiều. Thì cái hồ này nó có hai cái bottom vein, hai cái bottom vein đó, phốp hồ nó đang nổi lên đó là hai cái bottom vein, khoảng cách của hai cái này là đó là đó, hai cái. Rồi trong này nó sâu, cái hồ này nó sâu trên 6 feet. Hơn 6 phía, cho nên nó có đặt trong này là có 4 cái thổi luồng, 2 cái dưới và 2 cái trên. Đó, nó nằm ở chiếu hai cái góc này. Cho nên nước ở trong hồ là nó rất là cycle. Nước rất là cycle. Đó, cái hồ này trước đây là cái bên chỗ hồ nhỏ này nè, cái ngăn nhỏ nhỏ này là bỏ cây. Đó. Thì bây giờ mà làm sửa lại nè, đang build cái này nè, cho nên là bây giờ là mới lấy cây ra hết nè, build cái này, mới build cái này. Cái này là để trồng cây trong này nè, rồi tất cả các nước nó ở trong cái hệ thống lọc nó sẽ chảy lên cái hồ này. Và cái hồ này nó sẽ, cái hồ này nó sẽ qua cái cây mình trồng trong này rồi nó sẽ chảy xuống này. Đó, đó là được. Giờ đang làm nè, để chưa xong, chưa có bỏ vô hầm lọc. Thì cái lọc nó là như thế này, ngoài cái skimmer đây, đây cái skimmer bự đây và cái baki shower đằng kia đó, thì nó còn cả hai cái lọc trong này. Đây, một cái này. Đây. Và một cái phía bên này nữa. Đó, hai cái này nó nhỏ thôi. Đây, thì cái này nè, mình coi lại cái skimmer này. Cái skimmer này nó rất là lớn. Cho nên trong đó mình có thể mình ngăn được nhiều ngăn.
cái bucket này nó lớn nè, cho nên ra cây rồi nó rớt vô trong này không có sợ nó bị đầy. Bên cạnh đó mình ngang mấy cái rớt, cái mandia, rồi mình lấy cái nước này, cái phun trong này nè, để mình đưa vô cái thổi luôn, cũng rất là hay. Thấy không? Rất là bự. Đó, thì như thế này. Cho nên các bạn thấy phần lớn là những anh em mà ở đây họ khi build hồ cá là cái quan trọng của những cái là giống như làm sao mà nước ở trong hồ nó phải cycle, là bằng cách là phải có những cái hệ thống mà thổi luồng làm cho nước nó cycle. Thứ nhất, thứ hai nữa là phải có cái hồ ở đây, cái hồ ngăn này nè, để mà trồng cây, tại vì cây nó giúp cho nước nó tốt hơn. Cho nên bây giờ anh đang build cái này nè, chuẩn bị xong rồi anh mới đưa vô trong cái này để nó hoạt động. Thì tất cả các bạn cũng thấy là tất cả những cái hồ mà các bạn mình giới thiệu ra cái hệ thống lọc cho các bạn thấy, thì bất cứ hồ nào cũng có cái ngăn mà để trồng cây trong đó hết, hồ nào cũng vậy. À, tại vì cái đó rất là quan trọng, sau thời gian đó mới anh em mới biết thêm những cái vấn đề đó nữa. Cho trước đây thì không có mấy người làm như cái thêm cái hệ thống đó đó, cho nên bất cứ là cái dàn lọc như thế nào nữa thì cái vấn đề mà trồng làm một cái ngăn mà đỡ mà trồng cây thì nó rất là quan trọng. Phải cần thiết thấy không, ké nè, thấy không, ké nè. À, rất là đẹp đó. Ok, đấy thì đó, chỉ có sơ lược cho các bạn xem là như vậy. Ok, xin chào các bạn. Ok, bây giờ là mình giới thiệu cho các bạn một cái hồ cá với lại cái hệ thống lọc khác một xíu nha. Đây bây giờ là nhìn cá nè, quay cá thì tại vì không mới vớt cho nên là nó hơi bị nhát, cho nên nó hơi bị lặn xuống dưới đây rồi. Thôi bữa nay nói chung là mình chỉ cá thì mình không nói tới nhiều, bữa nay chỉ mình nói là vấn đề hệ thống lọc đó. Thì trong đây là lọc là như thế này, cái hồ này là khoảng là 3.000 hơn đó gallon, cho nên cái lọc nó là như thế này. Đây để mình chỉ cái lọc cho bạn, chỗ này lại có hai cái bit đây, đó là một cái nhỏ, cái này cũng vậy, cái này là mới bắt sâu, lúc đầu là một cái bắt trước, nhưng mà sau đó là thấy nó nước nó chưa, cá nó chưa phát triển cho nên mới bắt thêm một cái thứ hai. Thì đó là hai cái này rồi. Cái trên này thì mới build thêm, nó có cái waterfall thấy không, trên này có nhiều cái cây. Ok, có nhiều cái cây là làm ra nước nó trong sạch đây. Đấy, đó là cái waterfall. Đấy, thêm cái chỗ này thì ở trên cái thác nó đổ xuống là chỗ này anh có ngăn lại một cái khoảng trống để mà bỏ thêm bèo nữa. Cá tre cái đó thì nó cũng rất là tốt. Mình chơi nữa hả? Rồi qua bên này. Cái đây là cái ngăn này nè, rất là hay. Đây là cái ngăn lắng nè. Đó, tất cả những cái từ cái skimmer rồi bottom drain nó sẽ qua cái hệ thống lọc bên kia bên kia rồi nó sẽ lên cái này. Để lên cái ngăn này. Cái ngăn này trong đây anh trồng rất là nhiều bèo. Cái này thì các bạn thấy không? Rửa nhìn thấy nó rửa nó quá nhiều ha, nó tốt. Nước là rất là sạch. Đấy, đi vòng qua bên này thấy cái đầu nước nó ra. Đây cái chỗ đây nước nó ra nè. Đây. Nước nó ra trên này.
rồi nó sẽ chảy xuống dưới này. Trong này là anh bỏ nhiều cái con ké goldfish đó. Trong cái trong này là chỉ có rộng như thế này nhưng mà chỉ có những cái con ké goldfish thôi đó. Coi coi thấy bèo đó, bỏ rất là nhiều anh giúp cho cái nước nó được sạch, tất cả những cái cặn bã nó chỉ nằm ở trên cái ngăn này, trên cái này. Cho nên phần lớn là các bạn thấy những cái hồ cá mà ở đây sau này anh em mới biết thêm những cái là phải làm những cái hồ như thế này để chứa cây bèo đồ, làm cho nước nó tốt hơn. Cá là mới sáng mới bắt cho nên bây giờ là nó sợ nè, nó không có lên trên mặt nữa, nó sợ. Cá rất là phát triển rất là tốt. Cái hồ này là anh chỉ nuôi mới đây khoảng chừng 3 năm trở lại đây à. Lúc đầu có cũng gặp nhiều cái vấn đề, nhưng mà khi mà anh biết thêm những cái vấn đề lọc này nọ thì làm cho cá nó phát triển rất là nhanh. Quay sâu xuống này nè, có nhiều con là nó rất là to, phát triển nhanh lắm. Đó là vậy thôi, mình chỉ giới thiệu cái hồ này là chỉ vấn đề lọc cho các bạn biết. Nước rất là sạch mà cá rất là vàng ha, màu sắc rất là đẹp. Ok, thì cái hệ thống lọc trong cái hồ này thì nó có cái gì? Đấy là bây giờ trước tiên là đây là cái skimmer. Cái skimmer đây. Đấy. Cái hồ này thì nó là khoảng 3.000 gallon. 3.000 gallon thì nó có cái skimmer nè. Và cái bi đây. Cái hồ này nó chỉ có một cái bottom drain thôi nha các bạn, nằm ở giữa. Đây là cái bi, cái nhỏ thôi. Ở trong là nó cái dùng cái G-mat chứ không phải là cái những cái K-net. Đây là cái phun. Cái phun này là chỉ có 1/2 ngựa thôi, half horse. Bên đây thì đưa thêm cái này. Cái này là một cái hồ để nó chứa nước mà mình trồng những cái cây trong này. Đó, thì nước là từ ngay chỗ cái lọc kia nó sẽ lên trên này. Rồi từ này nó sẽ chảy xuống ngược lại cái hồ. Đây, nó chảy xuống ngược lại cái hồ đó. Nó chảy qua cái đường này. Và nó chảy xuống qua cái chỗ này. Nè. Đây. Có nghĩa là nước hút từ bottom drain vào trong cái lọc ở đằng kia. Đó, rồi từ cái lọc đó nó sẽ chảy lên trên cái hồ lắng này.
hồ nhỏ này. Ở trong hồ nhỏ này có trồng những cây như thế này để mục đích của nó là để nó hút những cái chất độc hại, rồi cái cây đó nó hút những chất độc hại, rồi chỗ này là nó nơi lắng tụ những cái chất cặn bã, nó sẽ nằm ở đây. Tại những con cá này nó không có thể mà nó làm cho xáo trộn những cái chất cặn bã được, nó rất là nhỏ và rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Cho nên đây cũng là một trong những cái lọc mà mình thấy nó rất là đơn giản mà nó rất là hiệu quả. Đây thì nó có vậy thôi. Cái này nó vừa làm cho nước sạch mà nó có cái quan cảnh cũng rất là đẹp, giống như cái kiểu như cái hồ Non Bộ. Rất đẹp. À, quay lại một lần nữa là các bạn coi là thấy cá nè. Các bạn thấy cá không? Nước là rất là sạch. Cá là màu sắc rất là đẹp. Mặc dù cá nó không có lớn lắm nhưng mà nó rất là màu sắc rất là đẹp. Ok, là cái hồ này chỉ vậy thôi. Và đây là một cái hồ cá mini với cái hệ thống lọc nó rất là đơn giản, nhưng mà các bạn thấy không, nước rất là trong. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem độ chế như thế nào nha. Đặc biệt cái hồ này là nó có một cái bottom drain và một cái skimmer nằm ở giữa hồ nha các bạn. Đây, những cái lọc độ chế này các bạn. Đây, cái này là những cái lọc mình tự chế. Rất là đơn giản nhưng mà nước thấy không, trong suốt. Là bài cá này. Cái này là dùng mỗi cái khum cho mỗi cái lọc này riêng, chứ không có chung, không có connect với nhau. Nước là trong suốt này. Nước này quá trong. Okay, cái đây là cái vòi để mà nó xả nước ra, cặn bã nó ra. Mỗi cái lọc nó có một cái van để xả nước cặn ra. À, thôi nha.